bác nông dân và vườn cam bác nông dân sống ở một ngôi làng nhỏ nơi mà nghề trồng cam đã truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình của bác mùa cam nào cũng vậy bác luôn trồng cam một cách tỉ mỉ và chăm sóc tận tâm để thu hoạch được những trái cam ngọt và tươi ngon một sáng đẹp trời bác nông dân quyết định đưa những trái cam tươi ngon của mình ra chợ để bán nhưng khi ông đến chợ ông đã thất vọng khi thấy khách hàng đều đổ về gian hàng bên cạnh nơi bày bán những quả cam đẹp hơn và sáng bóng hơn các trái cam của ông trông không được bóng bẩy như cam của họ và không ai quan tâm đến chúng bác nông dân tự hỏi tại sao cam của ông lại không được đẹp mã như vậy ông liền sang gian hàng của người bán cam bên cạnh để hỏi người đó tiết lộ rằng cam của họ sáng đẹp là nhờ việc phun thuốc sâu bác nông dân quyết định về nhà mua thuốc sâu và gọi người làm đến để phun thuốc mấy hôm sau cậu con trai của ông đã ăn một ít trái cam do ông thu hoạch và bị ngộ độc họ phải đưa cậu bé đi cấp cứu và may mắn là cậu bé đã qua khỏi tình trạng ngộ độc sau sự cố này bác nông dân quyết định không dùng thuốc sâu nữa và bắt đầu tìm cách khác để bảo vệ cam của mình khỏi sâu bọ ông ngồi dưới gốc cây cam suy nghĩ về vấn đề này khi ông nhìn lên ông thấy một con chim sâu đang bắt sâu ông bắt đầu theo dõi con chim và phát hiện rằng nó là một loài chim ưa thích ăn sâu bọ hại cho cây trồng bác nông dân nhanh chóng hiểu ra rằng con chim sâu có thể giúp ông kiểm soát sâu bọ trong vườn cam mà không cần phải sử dụng thuốc sâu độc hại từ đó ông bắt đầu nuôi nhiều chim sâu và làm tổ cho chúng trong vườn cam của mình cuối cùng cam của bác nông dân có mẫu mã rất đẹp và hơn hết là không có chất độc hại khách hàng ưa chuộng thực phẩm sạch đã đổ xô đến gian hàng của ông đặt hàng và chấp nhận trả giá cao hơn để có được cam chất lượng. Trong khi đó, cam của người bán bên cạnh, sau khi kiểm định bị phát hiện, có dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép, thì không còn một ai dám mua cam của người đó nữa. Bác nông dân hiểu rằng chỉ có làm ăn lương thiện mới có thể mang lại lợi ích lâu dài không chỉ cho ông mà còn cho cả cộng đồng.